Rồi ha, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em về chạy quảng cáo Zalo ha. Thì anh em cũng có thể để ý ở đây thì chúng ta đã và đang chạy như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ đã và đang chạy là sao ạ? 660 ngàn ha. Và được 7 kết quả và mình đã và đang chạy cái căn hộ vết này. Căn hộ ha. Sài Gòn này. Quận West. Không phải. EST ha. Cái này thì của thằng Hưng Thịnh, ok. Đây. Ơi cái gì trời, nó phải chạy những quảng cáo nhiều chứ đó. Thì ở đây ha, thì các bạn cũng có thể để ý là hiện tại mình đã và đang chạy cái dự án này. Dự án này là một trong những dự án mới của thằng Hưng Thịnh ha. Đây thì mình sẽ vào mình sâu cho các bạn tí để các bạn cũng có thể xem được hết thông tin của nó ha. Đó thì đây là căn hộ của nó ha. Nó khoảng 1.200 căn ha. Diện tích nhiêu đây? Ok, thì ở đây thì chỉ là những thông tin bình thường thôi. Thì khi mà các bạn chạy một cái dự án mới thì các bạn sẽ làm những gì? Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ phải kéo nó theo khu vực ha. Chứ chúng ta không thể nào chúng ta đi theo một cái hướng gọi là đưa những cái hình ảnh về căn hộ hay như thế này như thế kia thì nó chạy như vậy nó cô đọng lắm. Ví dụ như đưa một cái hình ảnh căn hộ như này chẳng hạn, hay là một hình ảnh căn hộ như này, thì hầu như ai mà nói tới cái căn hộ thì ai cũng hiểu là cái căn hộ nó sẽ như thế nào rồi. Nếu mà như các bạn chạy mà các bạn để cái hình nguyên một cái hình căn hộ không ấy thì nó sẽ rất là trơ và nhìn trông nó rất là không hấp dẫn ha. Thì các bạn cần phải thiết kế những cái hình ảnh nó mang tính chất rằng là làm sao đó để người ta liên tưởng được tới cái gì đó đó, thì đó là cái mục đích của chúng ta ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ kéo khách về theo cái Aeon Bình Tân này ha. Đó. Thì các bạn biết rồi, chắc chắn rồi, thì nó là sao ta, những cái dự án mà gần gần chợ, gần trường, gần chùa, đó là một trong những cái dự án mà hot đúng không ạ, thì được cho là rất là ok. Rồi là những cái dự án mà gần gì ạ, gần biển à, đâu gần sông nữa, thì hoặc là gần khu công nghiệp nữa, thì đó là một trong những cái dự án mà tiêu biểu, gọi là những cái dự án hot, hay là những cái gần đường vành đai này kia này kia nọ đó. Đó thì ở đây thì được cái là gần chợ ha, gần siêu thị Elmo thì nó rất là hot. Rồi thì các bạn cũng có thể chạy theo cách của mình ha. Thì đây là cách mà mình sẽ đáp thôi. Rồi ok, thì chúng ta sẽ đi sâu vào một xíu đối tượng ha. Thì mình sẽ vào đây mình sửa đối tượng xíu. Thì ở đây thì mình sẽ chạy chạy là chạy thành phố Hồ Chí Minh và mình chỉ chạy quận thôi ha. Thì các bạn phải hiểu được rằng là chạy quảng cáo Zalo ấy thì nó sẽ hơn thằng Facebook rất nhiều ở chỗ rằng là nó có thể tối ưu được từng quận, từng huyện, từng gì ta, từng thành phố một, từng thành phố này, từng quận, từng huyện, nó rất là ok, nó hơn thằng Facebook rất nhiều. Thế nên là các bạn cần phải hiểu được rằng là ở Facebook và Zalo cái nào hơn. Thì trong tương lai thì mình sẽ cảm nhận được rằng là thằng Zalo nó chạy hơn thằng Facebook rất nhiều ha. Rồi ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình sẽ show cho anh em thêm để anh em có thể là xem nó sẽ như thế nào ha. Rồi đây thì chúng ta sẽ có vào đây thì chúng ta sẽ vào Facebook ha. Rồi thì ở đây này, Facebook Ads này. Xong rồi các bạn đây cái đường dẫn này ha. Đó thì các bạn có thể vào đây và các bạn tìm kiếm thằng Facebook nó sẽ như thế nào. Đấy, các bạn sẽ chọn như sau. Đó thì các bạn ví dụ đi, cần đấy. Khi mà các bạn chạy bất cứ một cái dự án nào thì các bạn cần phải đi tìm hiểu xem là người ta chạy ra làm sao hay như thế nào ha, thì các bạn có thể lên trên này các bạn kiếm. Ha. Đấy, rồi là Sài Gòn West. Là mình căn hộ đi. Hoặc không thì mình sẽ như này, Hưng Thịnh đi. Đấy. Rồi đó thì các bạn có thể thấy được ra 1.000 kết quả. Đây thì nó ra 1.000 kết quả, thì đâu đó thì kết quả chính xác thì nó khoảng đâu đó khoảng cho như 500 kết quả đi. Hoặc là 300 đi. 300 kết quả thôi, 300 người người đã và đang chạy thôi, thì các bạn phải biết được rằng là một cái dự án mà nó bung ra như vậy thì nó chạy rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn không thể hình dung được rằng là nó đã và đang như thế nào đâu. Nó chạy nhiều lắm rồi các bạn ơi. Thế nên rằng là chúng ta cần phải có những cái hướng đi mới và cách các bạn phải hiểu được rằng là cái thuật toán của nó hoạt động như thế nào. Đó thì ở đây thì mình sẽ show cho các bạn thấy ha. Đấy, thì sơ sơ ở đây nó đã mười mấy 20 cái rồi. Này.
rồi La Vita thì đủ thứ hết, các bạn thấy là cứ giã vào thằng Hưng Thịnh thôi. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn địa điểm như là Hồ Chí Minh đi. À cái này nó chọn quốc gia chứ nó không. Đó. Chạy rất là nhiều ha. Đây là mới một dự án thôi đó. Ví dụ như căn hộ Nam Long chẳng hạn. Đó thì các bạn cũng có thể tìm hiểu như thế này để các bạn hiểu được nó. Đó. Nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Hoặc là các bạn search đúng tên cái dự án xem là có ai chạy không. Akari này. Akari PT hả? Đó. Đây, Waterpoint rồi rất là nhiều. Rồi là đó thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ để cho anh em rằng là anh em lên trên này anh em xem được rằng là người ta đã và đang chạy cái gì, người ta đang chạy thông điệp như thế nào, rồi là người ta chạy ra làm sao ha. Thì anh em cũng có thể lên trên này các anh em xem được chưa. Rồi thì ở đây thì các bạn cũng có thể lên trên đây các bạn xem ha. Đó thì để các bạn hiểu được rằng người ta đang chạy như nào và chúng ta bám sát vào những cái đó chúng ta chạy, hoặc là chúng ta làm khác đi, chúng ta chạy khác người ta được chưa. Đó thì ở đây thì rõ ràng rồi, khi mà chạy Zalo các bạn cần phải tối ưu được những cái điểm điểm rằng là mình cần phải chạy như thế nào ra làm sao để cho nó hợp lý ha. Đó thì ở đây này các bạn cũng có thể thấy được mình chạy rất là ok, nói chung là ra số ra mã rất là ok. Đó thì nó hơn nhau ở chỗ này này, các bạn phải so sánh với thằng Facebook, nó hơn nhau ở chỗ này thế này, nó nhóm được từng quận từng huyện một. Thằng Facebook thì phải thả ghim chỗ này chỗ kia thì các bạn sẽ và nó sẽ thâu thâu tóm được nhiêu đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn độ tuổi xong rồi các bạn sẽ chọn gì ạ. Ở đây thì mình chả cần phải để nhân khẩu học gì đâu, bởi vì nó có nhiêu đây tỉnh thành, nhiêu đây quận thì chả ăn thua gì. Đó thì đối tượng nó khá là cụ thể, khá là chính xác rồi ha. Thì cũng là một cái dự án như thế này thì mình chạy cho một bạn khác thì mình sẽ là nhóm đối tượng ha. Thì các bạn cũng có thể để ý rằng là nó khoảng đâu đó khoảng 900 thì mình sẽ tiếp cận được. À, 900 thì mình sẽ tiếp cận được bao nhiêu? 13 14 người gì đó đấy. Thì cái độ tuổi thì mình chỉ để là kết hôn thôi và đã có con thôi, đã có con lớn ha. Rồi là phương tiện là đi xe hơi thôi. Đó thì nó sẽ nhóm được nhiêu đây người. Được chưa? Đó thì đó là cách nhóm đối tượng ở trong trong bất động sản mà mình đã và đang làm như vậy. Thì các bạn cũng có thể làm đi xe, các bạn cũng có thể làm theo mình. Ồ, hôm nay không có ai ta, hôm nay nhiêu đây đẹp nhất mà không có ai đăng ký chạy. Đó thì bù lại bên này thì rất là nhiều người đăng ký ha. Đó thì được 7 số thôi thì mình phải tải 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 form thôi. Thì vào đây tải form thì các bạn tải form vậy ha. Đó. Đó thì nó được 9 9 form này các bạn thấy không? Thì chỗ này thì nó lại báo 7 nhưng mà thực ra vào tải thì nó lại 9 này. Đó, thì tùy các bạn thấy rằng là nó hay thì các bạn cũng có thể làm theo, hoặc không hay thì các bạn tùy thôi. Sao ta thì mình cũng có thể chia sẻ thêm cho anh em để anh em cũng có thể là đây 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 đây. Mình sẽ feedback lại những cái câu hỏi của các bạn ha. Thì có rất là nhiều các bạn đặt những câu hỏi cho mình, hoặc là hỏi hỏi bình luận ở trên cái kênh YouTube của mình thì mình sẽ chia sẻ sau đâu. Ví dụ như bạn này chẳng hạn thì bạn ấy nói là Zalo bạn nghĩ chạy ít tiền, thì ở đây thì mình cũng có thể là phản biện luôn. Mình sẽ phản biện lại để cho các bạn ấy có thể là hiểu hơn.
Đó, thì ok, cảm ơn bạn ha. Rồi thì cảm ơn các bạn ha.